lâu rồi mới có dịp quay trở lại Định Yên, nơi mà Lý Hải cùng ekip thực hiện cái bộ phim Lật Mặt phần 6. Trước mặt các bạn ở chỗ cái vách nhà đó đó, lúc trước Lý Hải có set quay cái cảnh mà nhà của Khanh là quán cà phê, thì có dựng một cái ngay góc đó, và lúc đó có một cái gốc cây sung rất là to, và cái đó tỏ bóng mát rất là mát. Các bạn coi trên phim các bạn thấy, và cặp ở đây là cái một cái dãy nhà, nhưng mà bây giờ đã rất là khác rồi ha. Và đang làm một cái bờ kè là công viên đó, sau lưng đó là một cái chợ Đệ Điền. Đây là cái chợ lớn, cái chợ mới nha mọi người. Ở Định Yên, chợ Định Yên có hai cái chợ, đó là một cái chợ lớn là xây sau, còn một cái chợ nhỏ thôi là đầu tiên của làng chiếu Định Yên, là cái nằm mé bên kinh bên đó. Ngày xưa có tên là chợ Me đó mọi người. Chợ Me đó thì nằm mé bên cái kinh đó. Trên cái con sông này là có cái cảnh mà nhân vật Liên là Diệp Bông Ngọc thể hiện là lái tàu chạy len lỏi trên mấy cái con sông này. Rồi đó, trên con sông này đó là chợ Nhà Lòng. Đó, chợ Định Yên bên đó là quay cái cảnh rượt đuổi mà đổ đồ sập đồ, và hai cái đại lý vé số cũng quay ở bên chợ đó. Đó. Khi mà quay về đây biết bao nhiêu là kỷ niệm ở nguyên một cái xã. Khi mà xem phim thì các bạn sẽ không thấy những cái cảnh mà bán trái cây, bán thịt, bán cá như thế này, bởi vì Lý Hải đã xét vô cái cảnh này là toàn bộ là bán chiếu hết. Trong cái cảnh cuối của phim ở đây là thay đổi hoàn toàn ở đây, và sau khi quay xong là mình trả lại hiện trạng cũ cho mọi người. Mình sẽ tặng một số quà nón éo của phim kỷ niệm nha. Ngày hôm nay thì xuống đột xuất thì đập ai thì đâu đó.